Ok, đây là nơi mà chúng ta sẽ đến, Apple Store ở Thái Lan. Ui, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Oh hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Anh Em TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Bangkok, Thái Lan. Và tất nhiên rồi, ở một thủ đô lớn như Thái Lan thì không thể thiếu, đó chính là Apple Store. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau ghé thăm Apple Store tại Thái Lan để xem là không gian ở đây cũng như là Apple Store Thái Lan thì có gì nhé. Ok, bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, thì anh em có thấy rằng là chúng ta đang có mặt ở trong Apple Store tại... cái gì nhỉ? Icon Siam. Icon Siam ở Thái Lan. Thực ra thì ở Thái Lan chúng ta sẽ còn có thêm một cái Apple Store nữa. Địa chỉ của nó là ở Central Grove. Và cái Apple Store đấy thì là nó sẽ rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn hình. Còn cái Apple Store này thì mình không có dự định là mình sẽ quay. Tuy nhiên thì đây, anh em có thấy rằng ở đây chúng ta vẫn sẽ có một không gian nó rất là rộng rãi. Cái đặc điểm của Apple Store ấy là họ dùng rất là nhiều kính để làm cho không gian của ta nó trở nên thoáng đãng hơn, nó rộng rãi hơn. Và đây thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ những sản phẩm của Apple, ví dụ như là iPhone này, hay là MacBook này, hay là phụ kiện này. Và cái không gian ở đây thì mình thấy rằng là nó có đủ để cho rất rất nhiều người có thể vào đây để có thể trải nghiệm. Ok vâng, xin mời chúng ta hãy cùng nhau đến với lại khu vực đầu tiên. Cái khu vực này thì nó sẽ là dành cho những chiếc iPad mini 6. Cái sản phẩm này thì có lẽ là anh em cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Đây là những chiếc iPad mini với sự hỗ trợ của chiếc bút Apple Pencil 2. Và đây chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái chiếc iPad khác. Ví dụ như ở đây chúng ta có gì đây? Chúng ta có iPad Air và iPad Pro thì có lẽ là ở bên kia. Và phía bên này chúng ta sẽ có một đống những phụ kiện AirPods của Apple. Ở đây chúng ta sẽ có AirPods 2 này, AirPods 3 này, thậm chí là cả AirPods Pro luôn. Và tất cả những cái này thì anh em cũng hoàn toàn có thể là anh em sẽ không thể rút ra được, nó sẽ dính chết ở đây luôn rồi. Đây. Mở được này. Đấy, xịn chưa? Uấy. Không rút ra được anh em nhá. Cái này người ta dính chặt ở đây rồi. Và ở đây thì nó là cái khu người ta gọi là khu âm thanh. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ có những chiếc AirPods bình thường mà chúng ta sẽ còn có thêm cả AirPods Max nữa. Và những chiếc AirPods Max này thì nó cũng sẽ được dính chặt ở đây. Về cơ bản thì nguyên cái chỗ này nó chỉ là đồ trang trí thôi. Còn đây thì có lẽ là cái này thì là có thể dùng được đây. Đây. Uấy, kéo ra này. Các anh em nào mà là iFan ở Thái Lan thì có thể là qua đây để có thể trải nghiệm những sản phẩm của Apple nhá. Đeo ngược cái ra. Ôi, ôi, thế này nó mới gọi là đẳng cấp anh. Ui, nó gọi là chống ồn X2. Phía sang bên này thì như vậy chúng ta đã có tai nghe rồi. Thì chúng ta sẽ có ở đây là Apple Music. Cái này tất nhiên rồi. Đây chúng ta sẽ còn có thêm cả những chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Beats nữa. Rồi ok, di chuyển sang một chút thì ở đây thì anh em có thể thấy rằng là cái không gian của Apple Store tại Thái Lan ấy, về cơ bản thì nó sẽ có chung concept với lại những cái Apple Store khác. Đó chính là nó cực kỳ rộng rãi, nó có rất nhiều kính. Và ở đây thì sẽ có rất rất nhiều những cái phụ kiện để cho anh em có thể lựa chọn cho những chiếc iPad của chúng ta. Ví dụ như là đây, Magic Keyboard này. Cái này ở Việt Nam bán 8 triệu tại Savonet nhé. Còn nếu như mà anh em nào mà mua ở đây sẽ là khoảng 6.000 baht. Và ở đây thì là sản phẩm những cái phụ kiện của những hãng khác, MagSafe các thứ vân vân và vân vân. Rồi. Tuy nhiên có một cái khu mà mình rất là thích ở đây, đó chính là cái khu trải nghiệm. Anh em có thấy rằng ở đây thì chúng ta sẽ có nguyên một khu để cho khách hàng có thể đến đây và trải nghiệm. Và cái điểm mà khiến cho mình ấn tượng nhất đó chính là ở đây ấy, thì anh em có thể thấy được đầy đủ tất cả những độ tuổi khác nhau, từ trẻ em cho đến thanh thiếu niên, cho đến người lớn và thậm chí là cả người già nữa. Họ cũng sẽ đến đây để có thể trải nghiệm những sản phẩm của Apple luôn. Và anh em có biết không, ở đây thì Apple họ đặt nguyên cho chúng ta một chiếc Mac Pro để anh em có thể là trải nghiệm cũng như là dùng thử luôn. Đây, chiếc máy cạo phô mai Cheese Grater với mức giá cũng có thể lên đến hàng chục nghìn đô la. Và nó đang có mặt ở đây Anh Em TV. Đấy, anh em nhớ like, share và subscribe cho Anh Em TV nhá. Ôi trời ơi, quá là xịn luôn. Đó, và nếu như mà anh em nào mà muốn trải nghiệm cái khả năng edit video cũng như là về cái khả năng cắt ghép của cái máy này thì anh em có thể ra đây. Uấy, xịn luôn, trực tiếp edit video luôn. Đấy, video này là video 8K nha anh em, nét căng luôn. Đây,
và chúng ta sẽ được trải nghiệm nó. À, ôi, anh Duy. Anh Duy. Nhau ở đây à? À, tại sao lại như thế nhỉ? Thật là một vinh dự lớn. Trùng hợp quá. Dạ vâng. Đến với lại khu vực tiếp theo, nơi mà không có anh Duy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng đèn LED rất là lớn mà anh em hoàn toàn có thể là ngồi ở đây. Đây. Rồi. Anh em có thể là ngồi ở đây để hóng mát này, cũng như là theo dõi các sản phẩm mới của Apple. Thường thì với lại những cái bảng như thế này ấy, thì là Apple Store họ sẽ sử dụng để có thể là thứ nhất là chuyên lên nhân viên, hai là có thể giới thiệu những cái sản phẩm mới như này, ví dụ như là chiếc iPhone 13 Pro phiên bản màu xanh lá cây đó, một cái màn hình nó rất là lớn. Cái màn hình này mà ngồi xem phim Marvel thì thôi rồi luôn. Đấy, rất là rộng rãi thoáng mát đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến khu tiếp theo. Khu này thì là khu trưng bày những thiết bị iPhone. Như vậy chúng ta đã có tai nghe rồi, chúng ta đã có iPad rồi, chúng ta đã có phụ kiện rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có là những thiết bị iPhone của chúng ta. Đây, anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có những chiếc iPhone nhất là iPhone 13 Pro này, iPhone 13 Pro Max này, iPhone 13 mini. Nhiều khả năng là trong thời gian tới thì iPhone 14 sẽ không có phiên bản mini. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà đang muốn mua những chiếc iPhone mini thì có lẽ đây chính là cái cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Đó. Tất cả những chiếc iPhone đều có ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm cả những phụ kiện. Phụ kiện dành cho iPhone thì cũng hoàn toàn là đầy đủ. MagSafe này. Đây. iPhone 13 mini này. Đó. Đây, xin giới thiệu với anh em. Gắn thẳng vào luôn nhá. Cái này thì anh Tân có thể mang về, tại vì theo như thông tin mà mình mới nhận được thì chị My vừa mới lấy mất của anh Tân cái này rồi. Anh Tân có thể mang về. Xin thế à? Ok. Làm khác với mọi người. Và đây chúng ta sẽ còn có thêm cả những cái phụ kiện MagSafe khác, ví dụ như là ví Apple. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể mua trên Shopee với mức giá khoảng 70.000. Mình đã mua hai cái. Dính như đồ thật luôn. Rồi, và như vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta khoan đã, ở Apple Store còn có một cái rất hay nhá. Và lúc nào mình đến Apple Store mình cũng phải thử. Đó chính là cái này này. Magic vãi nồi. Ôi. Anh em nào mà muốn ra Apple Store mà muốn cắm Mac hay là cắm iPhone ấy thì anh em có thể dùng cách này. Rồi, và như vậy thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta vừa mới chia sẻ nhanh với cả anh em về cái Apple Store tại Thái Lan. Tuy nhiên thì mình phải nhắc anh em một điều rằng đây chưa phải là cái Apple Store đẹp nhất tại Bangkok, mà chúng ta sẽ còn có thêm một Apple Store nữa. Và ngày mai thì bọn mình sẽ đi cũng như chia sẻ với anh em sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Mà từ từ, mình đi Apple Store Thái Lan xong rồi thì mình thấy rằng là mua đồ Apple tại Việt Nam nó vẫn hợp lý hơn anh em ạ. Thế nên là nếu như mà anh em nào đang quan tâm đến những sản phẩm của Apple thì anh em hoàn toàn có thể ra những sản phẩm AR. Ví dụ như là Cellphonet chẳng hạn, hiện tại thì Cellphonet đang có độ phủ rất lớn với gần 100 cửa hàng trên cả nước. Thế nên là nếu như mà anh em đang quan tâm đến những sản phẩm của Apple, ví dụ như là iPhone, iPad hay là MacBook, thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphonet nhé.